Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng chống tham nhũng chỉ là nói trạng. Ngày 19 tháng 5, blog Trần Văn trên VOA có bài Chống tham nhũng, Tổng bí thư lại nói trạng, hình ảnh bài trên VOA. Theo tác giả tuyên bố bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thế, vẫn nói trạng về đủ thứ chuyện về kết quả phòng chống tham nhũng tác giả dẫn lời ông trọng chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ bài bản đồng bộ quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào Tuy nhiên, theo tác giả, thực tế cho thấy ông Trọng đang vẫn nói trạng, nói lấy được. Tác giả dẫn vụ scandal lộ đồng hồ Patek philip Model World Time Mecca của ông Nguyễn Văn Yên, phó ban nội chính của ban chấp hành Trung ương Đảng vào ngày 10 tháng 5. Giá bán chiếc đồng hồ này mà ông Yên sử dụng dao động trong khoảng từ 260.000 đến 270.000 Mỹ Kim. Nếu quy ra tiền đồng Việt Nam thì chừng 6 tỷ tác giả nhận xét ngay sau khi phát giác vừa kể lan rộng trên mạng xã hội và bùng lên thành scandal. Công chúng không thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vốn không ngừng quảng cáo là đang phòng chống tham nhũng một cách đồng bộ quyết liệt có hành động nào kịp thời. Thiên hạ chỉ thấy các cơ quan truyền thông chính thức như Thanh niên, VN Express hoặc do thiếu kiến thức về xa xỉ phẩm, hoặc do thiếu cảnh giác cách mạng khi lựa chọn hình ảnh khiến cho ông Yên nói riêng và đảng nói chung bị xuyên tạc, vội vàng cắt cục cánh tay ông Yên mang đồng hồ trên tấm ảnh mà họ lỡ chọn đăng. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Yên được bổ nhiệm làm phó ban nội chính. Tác giả cho biết ông Nguyễn Văn Yên vốn là vụ trưởng vụ theo dõi xử lý các vụ án vụ việc của ban nội chính Trung ương Đảng. Còn ban nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu giúp việc cho ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tháng 1 năm 2022, ông Yên được ban bí thư lựa chọn và bổ nhiệm làm phó ban nội chính. Vào thời điểm đó, ông Phan Đình Trạc, vừa là ủy viên bộ chính trị, vừa là ủy viên ban bí thư, khẳng định việc lựa chọn bổ nhiệm ông Yên là sự ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện lâu dài của ông Yên. Tác giả nhận định muốn biến thực chất của công cuộc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam thế nào? Cứ nhìn vào chuyện ông Yên, dùng đồng hồ Patek Philippe, nếu thành liêm, chẳng viên chức nào có thể dư giả tới mức không cần đắn đo về giá để sắm chiếc đồng hồ như vậy. Song chuyện đó không quan trọng bằng việc lãnh đạo cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng tiêu cực lại thẳng nhiên phô bày sự giàu có của ông ta trong sinh hoạt thường nhật. Tình huống này chỉ có thể xảy ra khi tổng bí thư, các thành viên trong bộ chính trị, các thành viên trong ban bí thư, các thành viên trong ban chấp hành trung ương Đảng và các thành viên trong ban nội chính cùng xem đó là điều bình thường. Khi giàu có bất thường được xem là đương nhiên là chuyện điều tra người này, kỷ luật người kia, tống giam người nọ vì tham nhũng, tiêu cực, chắc chắn vì lý do khác, thế thôi. Tác giả kết luận làm sao có thể đồng hóa chuyện xử lý một số ủy viên bộ chính trị, thành viên ban bí thư, thành viên ban chấp hành trung ương đảng vì tham nhũng tiêu cực, với phòng chống tham nhũng tiêu cực mạnh mẽ bài bản đồng bộ quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt khi công khai chấp nhận thậm chí tiếp tục cất nhắc những viên chức hẳn nhiên phô bày sự xa hoa mà ai cũng biết là dựa vào đâu nhờ vào điều gì như ông Nguyễn Văn Yên khi các hệ thống vẫn nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm giữ cho ông Yên vô sự và khi sức ép quá lớn hệ thống truyền thông chính thức hoảng sợ tới mức thiếu tỉnh táo vội vàng khắc phục hậu quả bằng cách cắt bỏ cánh tay ông Yên đang mang bà Tech Philip. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Đảng chống tham nhũng chỉ là nói trạng. Nhà máy nghi sơn dọa ngừng sản xuất. Ngày 17 tháng 5, AFA tiếng Việt loan tin nhà máy nghi sơn trước nguy cơ dừng sản xuất vì bế tắc trong giải quyết nợ vay. Theo đó, nhà máy lọc dầu nghi sơn lớn nhất Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ phải ngừng sản xuất khi không đạt được thỏa thuận tái cấu trúc tài chính cho thời hạn tháng 11 tới đây. Hình ảnh bản tin trên IFA. Báo Nikkei Asia của Nhật loan tin ngày 17 tháng 5 dẫn phát biểu của Tổng giám đốc người Nhật Hasegawa So rằng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cần thêm hỗ trợ về tài chính của hai chính phủ Nhật Bản và Việt Nam. AFA cho biết, cứ mỗi tháng 5 và tháng 11, nhà máy Nghi Sơn phải thanh toán nợ vay, khoảng thanh toán 375 triệu USD cho kỳ tháng 5 đã có. Tuy nhiên, đến tháng 11, nhà máy phải thanh toán tiếp 277 triệu USD, mà khoản tiền này thì đang gặp khó khăn. Hiện nay theo AFA nhà máy Nghi Sơn và các ngân hàng cho vay đang đàm phán kế hoạch tái cấu trúc nợ, phía cho vay đề nghị gia hạn thêm hơn 3 năm cho thời gian thanh toán đối với khoản vay chừng 2 tỷ USD. AFA cũng cho hay đối với đề nghị này để đàm phán thành công cần cả 4 nhà đầu tư vào liên doanh nhà máy Nghi Sơn đồng thuận với kế hoạch. Tuy vậy, hiện nay Petro Việt Nam chưa đồng ý với lý do cần có thêm sự chuẩn thuận của cấp cao hơn đó là bộ công thương thuộc chính phủ Hà Nội theo AFA cho hay các nhà đầu tư nước ngoài trong dự án liên doanh nhà máy nghi sơn trị giá 9 tỷ USD gồm Idemitsu Kosan, Kuwait Petroleum Europe, Mitsui Chemical đã có thể đề nghị chính phủ Việt Nam chuẩn thuận kế hoạch vừa nêu. Hà Nội dường như hiểu rõ phía đối tác Nhật Bản không để cho nhà máy phải đóng cửa vì những hệ quả ngoại giao và kinh tế của biện pháp này. Hình ảnh từ 2018, vấn đề vốn cho nhà máy Nghi Sơn đã xuất hiện. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nằm trong khu kinh tế mở Nghi Sơn thuộc huyện tỉnh Gia, Thành Hóa. Nhà máy này bắt đầu hoạt động vào năm 2018 do bốn nhà đầu tư trong nước và ngoài nước góp vốn. Nhà đầu tư Việt Nam là Petro Việt Nam. Nhà máy có công suất giai đoạn đầu là 200.000 thùng dầu thô một ngày. Công suất này gần gấp đôi nhà máy lọc dầu Dung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay nhà máy này đã hoạt động cao hơn khoảng 10% so với công suất đó và cung cấp cho thị trường trong nước từ 30 đến 40% lượng xăng dầu tiêu thụ. Dự án đầu tư nhà máy này nhận được rất nhiều ưu đãi lớn từ chính phủ Việt Nam và có một cam kết kỳ lạ là nếu nhà máy này lỗ thì Petro Việt Nam thay mặt chính phủ Việt Nam bù lỗ. Chính cam kết này đã dẫn đến những vấn đề về vốn, về hiệu quả và cả về chất lượng sản phẩm, cũng như việc gây ô nhiễm môi trường suốt bao nhiêu năm qua. Về vốn, nguồn tin từ VN Express vào tháng 7 năm 2018 cho hay, Petro Việt Nam lo lắng nhà máy này vỡ nợ vì vướng mắc trong quá trình phê duyệt tổng mức đầu tư. Nghĩa là từ trước khi đi vào hoạt động, Nhà máy này đã gặp vấn đề về vốn và xuất hiện những bất đồng giữa Petro Việt Nam và Bộ Công Thương. Theo dự toán, Petro Việt Nam phải bù lỗ cho nhà máy này khoảng 1,54 tỷ USD mỗi năm, kéo dài trong 10 năm. Về chất lượng, nhà máy Nghi Sơn từng gửi công văn cho Bộ Công Thương xin nới lỏng tiêu chuẩn sản phẩm do thiết kế về chất lượng sản phẩm không đạt so với quy định của chính phủ. Về môi trường, nhà máy Nghi Sơn có một đường ống xả thải ngầm nối từ nhà máy ra biển và một số chất thải được xả thẳng ra biển qua đường ống này. Tháng 9 năm 2016, gần 50 tấn cá nuôi lồng của người dân huyện tỉnh Gia chết bất thường. Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết luận tại thời điểm cá chết, nhà máy Nghi Sơn đang thực hiện sút rửa đường ống. Hình ảnh thông tin về tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Mặt khác, từ giữa năm 2022, Việt Nam đã nhiều lần xuất hiện tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Có những giai đoạn các cây xăng đồng loạt ngừng bán và người dân phải thức đêm xếp hàng để mua xăng. Này nếu nhà máy nghi sơn ngừng sản xuất sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng mặt hàng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin nhà máy nghi sơn dọa ngừng sản xuất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d